Ơn Thế Vi. Xin chào tất cả anh chị. Em là Hoàng Liên, quê thì ở Vĩnh Phúc. Vâng. Thực ra thì em cũng là cô giáo thôi, nhưng mà đến với bất động sản vì tình yêu đam mê từ năm 2016. Sau đó thì qua nhiều quẻ kèo thất bại rồi, cũng đời nó dập cho lên xuống, đến gặp thầy Tiến là tỉnh ngay các anh chị ạ. Vâng. Khi học xong lớp phễu của thầy Tiến thì hôm đi học 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 phễu thì em có rủ ông xã đi. Vâng. Thế xong rồi về thì cũng bảo với ông xã là thôi em cứ đi học một lớp chuyên sâu của thầy Tiến, đó là học về lớp sơ sơ môi giới. Thì sau khi học một lớp sơ sơ môi giới xong thì thực sự là cũng chưa xong đâu, vì là có thời gian học cũng hơi lâu, cho nên là em thì cứ học ở đâu ép áp dụng đến đấy. Nhưng mà quan trọng nhất là đến học thì em mới phát hiện ra một điều, đó là trước đây ạ, cái chiến lược đặt cọc bán chênh thì em chưa áp dụng bao giờ, nhưng khi đến học thì em thấy là nó cũng rất là hợp lý và em đã từng áp dụng những cái chiến lược này. Và gần đây nhất thì em làm được hai quả, cách đây khoảng độ nửa tháng thì em có được cọc một lô đất, sau đó em bán chênh được 70 triệu. Tốt quá. Cọc 50 triệu thôi lấy về 70 triệu tạm tạm. Ok, 50 triệu mà kiếm được 70 triệu là hơn 100% rồi. Ok, một tràng vỗ tay cho chị Liên. Cọc có 50 triệu thôi, lấy 70 triệu rồi. Vâng. Tiếp sau nữa là quả cách đây 3 hôm. Vâng. Thì em cọc 200 triệu và em lấy về 150. Thì cũng tạm tạm. Nói chung là cũng đủ học phí các anh chị ạ. Nhưng quan trọng nhất là khi đến với lớp học của thầy thì cũng biết ơn cộng đồng Nick, là chúng ta cũng gặp được rất nhiều các anh chị em mà cùng chí hướng với mình. Vâng. Thế sau đó thì bọn em về thì một đội ở Vĩnh Phúc bọn em là có kết hợp cùng với nhau, cũng làm một vài kèo, nói chung là cũng đủ nuôi các cháu, sữa, tiền sữa cho các cháu. Như vâng. Vậy là cái kèo ở Vĩnh Phúc ạ, thì đội bọn em là cũng có những quẻ thì chỉ được thì 5-6 anh em, có những quả thì 10 anh em. Vâng. Cùng tham gia, tại vì những quả nó lớn nó nhiều tiền. Thế thì nếu mà cái khu công nghiệp ở Tam Dương thì bọn em đang làm ở khu vực đó nhiều hơn, tập trung có một số người ở các nơi khác đến, như mọi người làm ăn ở Vĩnh Phúc. Vâng. Thì bọn em cùng tập hợp với nhau. Thì đó cũng là một cái cơ hội, thì hy vọng rằng là cộng đồng Nick của chúng ta cũng là một cái nơi mà là một cộng đồng rất là tốt để cho các anh chị em chúng ta kết hợp cùng với nhau. Vâng. Cùng chí hướng, cùng quan điểm, cùng học với nhau, cùng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm. Và quan trọng hơn là khi đến với lớp học thì chúng ta sẽ mở mang được rất là nhiều kiến thức và từ đó thì áp dụng vào công việc của mình. Xin chúc các anh chị là có những khóa học thật sự tuyệt vời và mang lại nhiều kiến thức cho bản thân. Xin hết ạ. Vâng, rồi một tràng vỗ tay cho chị Liên.